Đến bác sĩ cũng phải ngưỡng mộ. Cơ thể có 6 biểu hiện này chứng minh bạn rất khỏe mạnh, là đặc trưng tuổi thọ cao. Xem trên người bạn có hay không nhé. Để cho mọi người có được cách nhìn nhận chính xác về độ khỏe mạnh của bản thân, chúng tôi xin giới thiệu 6 dấu hiệu cơ thể sau đây. Nếu bạn có càng nhiều thì bạn sẽ càng khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi thường là cấu trúc của chúng ta đối với người cao tuổi, với mong muốn họ có thể khỏe mạnh, sống lâu. Nhưng từ xưa đến nay, người sống được trăm tuổi đâu có nhiều. Tại sao lại như vậy? Ấy là bởi vì hầu hết chúng ta đều đang sống với quá nhiều áp lực. Ăn uống thì không điều độ, ngủ không đủ giấc, môi trường thì ô nhiễm, không khí không trong lành, ngồi nhiều, vận động thì lại ít. Ngày nay, mức sống con người ngày càng được nâng cao, chúng ta bắt đầu chú trọng hơn đến sức khỏe, lo lắng nguy cơ bệnh tật. Bởi vậy, họ bắt đầu tìm kiếm những phương thức dưỡng sinh, mong muốn duy trì và cải thiện tình trạng của cơ thể. Để cho mọi người có được cách nhìn nhận chính xác về độ khỏe mạnh của bản thân, chúng tôi xin giới thiệu 6 dấu hiệu cơ thể sau đây. Nếu bạn có càng nhiều thì sẽ càng khỏe mạnh. 1. Vết thương chóng lành. Nếu vết thương của bạn lành rất nhanh, chứng tỏ độ ngừng kết máu, năng lực sát khuẩn của bạch cầu và hoạt động của mạch máu đang rất tốt. Còn nếu bạn chỉ bị thương nhẹ, phỏng nhẹ mà vết thương vẫn cần thời gian khá là dài mới có thể lành lại, hoặc bị chấn động rất nhẹ nhưng lại xuất hiện những vết thâm khó giải thích, thì bạn nên đi khám bác sĩ ngay. 2. Móng tay đỏ hồng, khỏe mạnh. Nếu móng tay bạn đỏ hồng, cảm giác cứng khắp, khỏe mạnh thì chứng tỏ khí huyết của bạn đang rất tốt, không lo thiếu canxi và chứng tỏ các hormone nội tiết đều bình thường. Tại sao lại vậy? Bởi vì móng tay có liên quan trực tiếp đến kinh mạch, kết nối giữa cơ thể và nội tạng. Vậy nên, nhìn qua móng tay có thể phán đoán rõ ràng tình trạng sức khỏe của cơ thể. Ví dụ như, có thể thiếu vitamin hay không, khả năng thải độc của cơ thể có tốt hay không. 3. Thói quen đại tiện đều đặn. Bạn có thói quen đại tiện mỗi ngày rất đều đặn, bài tiết phân không quá khô hay không quá ướt, màu sắc bình thường. Đó là những điểm chứng minh hệ thống tiêu hóa của bạn rất tốt, nhu động của dạ dày và ruột hoạt động ổn định. Hơn nữa, khả năng hấp thu dinh dưỡng và bài tiết của bạn cũng đang rất tốt. 4. Nước tiểu trong và nhiều. Nước tiểu trong, nhiều, không đục, màu vàng nhạt, chứng tỏ cơ thể bạn khỏe mạnh, gan thận tốt. Nếu bạn uống quá nhiều nước mà nước tiểu càng trong mà không mùi, thì bạn nên uống ít nước lại để tránh cho gan thận làm việc quá sức. Nhưng nếu nước tiểu đặc, có vẩn đục, vàng sẫm và mùi nặng, thì bạn nên uống thêm nước hoặc đi kiểm tra gan thận. 5. Thể trạng ổn định. Theo đông y, phần lớn những người béo thì thường khí hư, đàm thấp, còn người ốm thì âm hư hòa vượng, nên duy trì trọng lượng cơ thể không quá gầy, không quá béo. Cứ ổn định là tốt, nhưng nếu thể trọng cơ thể đột nhiên biến đổi quá nhanh, như tăng hoặc giảm cân một cách bất thường, thì có thể sức khỏe chúng ta có vấn đề. 6. Ít thức giấc buổi tối, giấc ngủ ngon. Buổi tối ít khi bị tỉnh giấc, chứng tỏ bạn có giấc ngủ ngon, thuộc dạng ngủ sâu. Chỉ khi đạt đến mức độ ngủ sâu thì cơ thể mới có thể phục hồi và loại bỏ các sự mệt mỏi tích tụ trong ngày một cách nhanh chóng. Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì xem như chả có gì. Thế nhưng có rất nhiều người vẫn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe của mình, cảm thấy mình còn trẻ, nên tự ý coi thường sức khỏe bản thân. Trong cuộc sống này, xem thường sức khỏe bản thân là không có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và xã hội. Hãy thực hiện và duy trì những thói quen sau đây, chúng sẽ giúp bạn khỏe mạnh, ít bệnh tật và sống lâu. 1. Rèn luyện thể lực. Rèn luyện sức khỏe, thể dục thường xuyên là cách tốt nhất để bạn nâng cao sức khỏe của bản thân. 2. Ăn đủ bữa sáng, bữa trưa ăn no, bữa tối ăn ít vừa đủ. Một chế độ ăn khoa học sẽ giúp bạn khỏe mạnh, sống lâu và ít bệnh tật. 3. Ăn nhiều cháo. Cháo giúp cho hệ tiêu hóa và bài tiết hoạt động dễ dàng, tăng khả năng hấp thu nhanh chất dinh dưỡng cho cơ thể. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com
hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe